lúc vào giờ chánh tỳ, đang khi anh tỏa vị tham thiền, thấy em đang thọ bình bất yên, và đang khởi tâm nguyện bỏ xác, vì nghịch cảnh vì người bị bạc, khiến lòng em muốn thác nhiều hơn. Anh không đành ngồi lặng cao sơn, mới vội vã hiện thân đến đây. Trước thăm em cho em nhớ lại, việc đệ huynh đã trải muôn đời, sao riêng anh cũng có vài lời khuyên em chớ vội rời phàm xác. Em đã gặp cụ già tóc bạc, chính thầy em ghi thác nhiều câu. Phần chưa tròn bổn nguyện đã sâu, sao em lại mong cầu cái chết? Người liễu đạo chết đâu phải hết, sống đổ đời dù chết đổ đời. Đổ đến khi khắp cả mọi người đều được rõ thông nơi đạo lý, lòng độ chung có bao giờ nghĩ, đó mới là thật ý từ bi. Sao em không lấy tri xét suy, lại muốn việc tự quy vô sự? Theo anh xét đã chân Phật từ, im thế là một sự sai lầm. Cần phải nên có đại hùng tâm, thắng qua các cuộc trần thử thách. Gặp cay đắng khổ lao đủ cách, không núng nào mới đắc đạo màu. Em chớ nên đem giả chán sầu, hãy vui vẻ dình câu phổ qua. Xưa nay những ai nên đạo cả, đều trải qua nhiều lẽ khó khăn. Quả càng cao khổ hạnh càng tăng, danh muốn rộng công năng phải lớn. Em chớ quản chia thân đau đớn, cũng đừng buồn hoàn cảnh khắt khe. Trước đây lâu anh đã từng nghe, em nguyện gánh bớt tay khổ chung, kẻ chân tu nguyện là có đúng. Mơ em ốm đau đã ứng lời nguyện, những kẻ cùng em có thiện duyên, nhờ em nguyện đã thuyên tay khổ. Em đau thế cho đời lắm chỗ, nên vui đâu nên có lòng buồn. Còn gặp người chẳng ngõ đón chuông, ấy thường sự trên đường đạo hành. Đạo đang suy mà đời đang thành, cố nhiên hay gặp cảnh trái ngang. Chính đó là những cái nấc thang, càng bước được càng tăng quả được. Đường trong gai khéo tay vẹt bước, sẽ đưa thân lần lượt đến xa.
riêng phận mình phương hướng thông qua, còn giúp kẻ đi sao yên bước. Khuyên em cả xét cùng sao trước, dứt lòng mong bỏ xác ấy đi. Nhớ niệm câu hỷ xả từ bi, lặng lẽ đợi thời kỳ phổ độ. Ta nằm trở khác nào tướng gồm, chưa vái chào chưa ngỏ lời chi, tới đoạn này chừng đã tỉnh đi. Liền gượng dậy mở lời thưa lại, đây nhớ lại lúc nên mười bài, hết mùa thu kế lại sang đông. Mây tháng trời thọ bình nằm rầm, cơm chẳng nếm cháu không dùng mây. Thân ốm còn xương da bọc lấy, chết chính phần sống chỉ một phần. Bỗng một đêm mê mệt thức thần, một cụ lão hiện thân trước mặt. Nhích miệng cười đưa tay ra dắt, và bảo rằng chưa thoát đâu con. Đời cùng con duyên nghiệp hãy còn, con phải sống lo tròn mới được. Vậy cùng lão mượn đường mây nước, vào đôi nơi địa ngục thiên đàng, để sau này giải kẻ thế gian. Cho họ biết kẻo rằng không có, khi xem xong hai nơi đã rõ. Rồi cụ đưa núi nọ núi kia, đến chừng khi quay trở lộn về. Ngang qua một núi quê đẹp đẽ, cụ liền bảo núi này có kè. Xưa lâu cùng con đã hữu duyên, con ráng tu chừng đại hồi tiên, sẽ gặp lại cửu duyên ấy được. Từ ngày ấy vẫn thầm mong ước, vậy làm sao gặp được người duyên. Thế là non ấy chỗ tỏa thiền của ngài đã ẩn yên nơi ấy. Đây chẳng ngờ thân đang quản hoài, được ngài thân đến tại bên giường. Nhắc cho nghe xưa một sông đường, còn khuyên dạy tận tường mỗi nồi. Ân đức ấy đây xin cảm đổi, xin dạy thêm đường lối chưa thông. Đạo sĩ liền cất giọng như đồng, lúc bình ấy em không còn nhớ. Một hôm nọ có con bạch hầu đến thăm em, nói rõ tiếng người rằng vâng lời tiên trưởng đến nơi. Thăm Phật tử đang hồi trong bình, bạch hộ ấy chính anh ra lệnh. Về hộ em đêm bình tâm nguy, anh còn nhờ các vị thần kỳ, đêm ngày đến độ khi em mệt. Có nhiều ông mặc như sơn phết,
màu đỏ đen dễ khiếp phàm nhân. Ông Tỳ Phung, ông Y Quả Phù Thần đứng chật khắp quanh thân em đây. Trong lúc ấy chính em đã thấy, hiện giờ em còn nhớ phải chăng? Và có đêm em quá trở tranh, hơi gần đứt đường ngăn đường ngặt. Trong lúc mây ở trên trang Phật, có tiếng kêu này nhất hỡi con, hãy trông lo đạo nghĩa cho tròn. Sắp tận thế không còn lâu nữa, đây diệu dược để mà trị chữa. Chứng bệnh con đang buổi kinh nguyên, con nghiêng qua tay mạch mau đi, để uống món thần y này đây. Em liền cửa mình qua bên phải, thuốc đưa ngay vào tai miệng em. Thuốc thì em chính mắt đã xem, còn người gọi thì em không thấy. Này em ơi, tiếng người gọi ấy chính cụ già thường dạy dỗ em. Lúc ấy vừa khoảng giữa trời đêm, dùng thiền quán nên anh đã biết. Trong lòng lấy làm mừng chi xiết, được thấy em đạo nghiệp đã thâm. Có thần tiên, có Phật giáng lâm, cứu độ lúc xác thân thọ bình. Nếu em khéo tu hành chân chính, quả Bồ Đề đạt đến rất mau. Giống lành thêm phân tốt bóng vào, thì bóng trái thế nào cũng sớm. Vì thấy khó rửa đời trách bận, và còn nhiều gái bướm chống chênh. Bước đạo màu khó tiếng rộng lên, nên em muốn quỷ mình khách thầu, để trở gót về nơi tịnh độ. Viết trần gian để bó thiên cơ, điều này anh chẳng nhận bao giờ. Bởi nó chẳng hiệp cơ từ quan, phải vui chịu mọi điều khổ nạn, để cứu đời qua đặng sống mê. Riêng thân dù muôn vạn ủ ê, xem thường sự chớ hề thôi chi. Xuôi ngược dẫn trương câu đạo lý, nghe hay không cũng chỉ phép tu. Đâu hơn khi bị đụng kẻ mù, ha trách phá thuyền tàu lúc gió. Nên tha thứ tánh phạm xiên xò, hãy lặng chờ buổi khó đi qua. Vì muốn cho nguồn đạo rộng xa, cái phạm xác phải là bảo trọng. Khi qua sông thuyền bè tạm dùng, lên bờ rồi sẽ cấm bỏ ngay. Đạo muốn thành không mượn xác thay, thì chẳng khác đốn cây mong trái.
là một việc hiểu lầm có hại. Em nghĩ xem có phải vậy chăng? Ta cúi mình và mới thưa rằng, ngài dạy ấy trăm phần rất đúng. Nhưng đây đã nguyện thiền quá chúng, phí phàm thân gọi không mấy năm. Những kẻ nghe cô để vào tâm, nhìn kỹ số đôi trăm có một. Còn bao nhiêu bay theo gió trốt, chẳng còn lưu được chút hảo hòa. Lòng đã quên hẳn chữ Di Đà, trở lại thói xấu xa hơn trước. Ham danh lợi thích điều báo ngược, ruột nở đành cắt ruột không đau. Mất tinh thần yêu mến lẫn nhau, ai cũng chỉ lo vào phần này. Khắp nơi tiếng bất lành vang dậy, càng nghe càng thêm ái ruột ra. Chủ trương đường lối Phật Thích Ca, đâu xuôi việc tà ma ngoại giao. Lẽ chân chánh bị đời ngược đảo, hễ nghe ra bắt não nể lòng. Thêm vào đang cảnh ngộ chưa thông, nơi đất khách chờ trong mọi mắt. Mọi việc vẫn còn đang trái mặt, bề hiểu như chầu chật vẫn không. Nỗi bao nhiêu cũng đủ đau lòng, thân xác lại còn chồng lâm bình. Làm cho kẻ thật lòng thành kinh, vì thân này lo lắng đủ điều. Khiến lòng đây nghĩ đến bấy nhiêu, muốn bỏ xác hơn điều muốn sống. Chẳng ngờ chốn non mấy tiên đồng, ngài được hay qua bông đến đây. Đạo sĩ bèn ngâm lớn như vậy, ánh sáng mặt trời trong một giây đi cùng Nam Bắc khắp Đông Tây. Thần tiên Huệ Cầm mau hơn bội một sát na thông khắp vạn loài. Vạn loài gói dừa cái hư không, không ấy thần cơ vẫn nhất đồng. Động tình thăng trầm đâu chẳng biết, chớ ngờ cách núi với ngăn sông. Núi sông đâu ngăn được tấm lòng trầm phủ cả non sông. Muốn đi ai cấm, về ai cản, kim cổ bao giờ vẫn chủ ông. Ông chủ tạo ra được các loài thánh phàm tự nắm mà lấy nơi tay. Quyền năng không hạn cùng trời đất, ứng dụng nhiệm màu chữ bế khai. Khai bê mái thần mỗi khắc canh, cùng duyên xưa cùng cảm căn lành. Mượn cầu quan tình thông đường, để giáp mặt cản bay lẽ tự sanh.
sanh tử nhà tu phải hợp thời sanh, vì độ chúng tử vì đời. Tử sanh đặt dưới từ bi chủ bi thái không quyền buộc dứt hơi. Hơi dứt sau ngày cửa đạo minh nước non trở lại cuộc thanh bình. Chợ quê đâu cũng dân an lạc yên giấc, nhà tu chôn thiếu linh. Linh thiếu đâu dung khách im trần, giết người không đổ đổ riêng thân. Hẹp hòi trai thuyết Như Lai dạy chẳng ít lợi gì khắp thế nhân. Thế nhân bị nghiệp xấu từ xưa, việc quấy hay làm tốt chẳng ưa. Kẻ bệnh lại còn dùng độc dược, nên đến khuyên hơn vẫn lánh đường. Đưa lánh con người sắp đuổi chân sát sanh, cùng một thứ đâu hơn. Thời cơ ngang trái dù cho mấy, độ chúng hằng lo độ chớ sợ. Tiếng ngâm như chuông ngân trong trèo, mỗi câu đều khéo léo sâu xa. Rồi tự nhiên lòng thấy ngây ngà, tiếng ngâm dứt mà ta chưa biết. Ngồi trân trôi như người câm điếc, kỳ bí thai những việc thần tiên. Sực nhớ ra ta cúi đầu liền, đội ơn đức ngài khuyên cặn kè. Đây với chúng duyên đâu muốn bè, những lý do các lẽ đã bày. Sống không làm đạo pháp rộng khai, sống không gọi khắp ai nghe tới. Trong cai xác ốm đau mệt mỏi, khiến đồng môn lâm nỗi lo lường. Nên muốn lìa sớm cõi trần dương, hơn lòng muốn lâu nương hạ giới. Đạo sĩ chẳng lời và mạnh nói, nếu muốn cho rộng lối đạo màu. Cần sống lo đến lúc bắt đầu, nửa chừng khó định câu đắc thất. Đạo càng lớn càng nhiều giờ khắc, cứ truyền khai chớ đặt hạn kỳ. Huống nhầm thời mạt pháp suy vi, trong khoảng ngăn dễ vì đoạn đầu. Nếu các vị tương truyền tam bào, hễ kém khai liền cáo tả trần. Sẽ khiến cho cửa đảo hẹp lần, cho đến lúc không còn vết tích. Làm như thế lỗi đường Phật thích, nguyện độ cho đến hết chúng sanh. Nếu còn người khổ sở hôi tanh, còn ở thế gian hành Bồ Tát. Đò sáu chiếc đưa người bến giác, kiếp trải qua như các sông Hằng. Mỗi đời đều mỗi gặp khó khăn, vẫn tiếp tục con đàn cứu thế.
gương lành ấy muôn đời soi để đời đáng tôn làm mẹ làm cha. Đổ một người căn đạo sâu xa, bỏ thân cũng vẫn là quan hệ. Tình thương ấy chúng phàm khó nghĩ, thấm giường bao hương dĩ giường bao. Điều đó em hả chẳng hiểu sao, hãy bỏ ý sớm vào cõi tịch. Tuy gặp cảnh ngăn gian cách bích, không đổ nhiều đổ ít cũng nên. Trong đôi trăm được một người hiền, cũng quý giá hơn thiên châu bao. Theo anh thấy dù người hung bạo, nghe qua lời chánh đạo khuyên răng, tất nhiên lòng đôi phúc ăn năn. Đôi phúc mấy được ngăn tội lỗi, như vậy cũng là điều ít lời. Sao em không xét tới điều này, huống chi còn nhiều hạng gái trai biết hối cải một ngày một bữa. Việc sai quấy không thêm ra nữa, bớt khổ người lấy đỡ tội căn. Có phải làm việc tốt hay chăng, ai nghĩ đến chẳng rằng hữu ích. Nếu được kẻ bên đường Phật thích, hoặc suốt đời hoặc ít tháng năm. Không làm cho giống ác mọc mầm, điều ấy lại bội phần cao quý. Khiến kẻ được bớt điều tà mi, ấy là làm đạo lý chớ gì. Em cũng cần suy nghĩ càng đi, đâu có một điều chi vô ích. Ngày nào chẳng phô trương đạo thích, phúc nào không giúp ích chúng sanh. Nếu em đem bàn toan tính rành, số lợi ích muôn nghìn triệu ức. Xác đau ôm chớ nên buồn bực, tuy rằng làm khổ cực nhiều người. Kẻ lo em chẳng phải lo đời, chính họ vốn là người lo đạo. Lòng lo ấy vì yêu Phật giáo, nên chẳng màng khổ não thân tâm. Nếu lòng lo kia được thiết thâm, duyên Phật Pháp càng làm khắn chặt. Mượn đau ôm giúp người đau đắc, nên sống đâu nên thác hỡi em. Để chút lòng suy xét thử xem, anh bảo đó có nên hay chẳng. Chốn sơn đảnh vốn nơi thanh lặng, chẳng ngồi yên gì bận đến em. Không đợi ngày đại hội thần tiên đến trước để cạn khuyên em đây. Cầm phất trần tay liền phe phẩy, đạo sĩ bèn ngâm kể như vậy. Muôn kiếp nối liền một sợi tơ, khéo xiềng buộc chặt mãi thiên cơ. Qua quan gặp trước ngài Long Hồi,
khuyên chớ ly trần nhắc gốc xưa. Bất ngờ khi mới vừa được khuyên, kế tiếp nghe ngâm tiếng thanh thao. Ân tình xưa ân nghĩa quý cao, lòng bỗng nhớ đâu đâu xa thầm. Đôi trong nước mắt lần tương thâm, nghẹn ngào lên không bẩm ra lời. Đạo sĩ chừng như rõ mọi nơi, ngài kể tiếp những lời sau đây. Nằm yên không cửa quầy, thân đau mềm cả thầy, chẳng hề mở miệng than, vẫn không lo trốn chạy, từ chỗ chỉ ngo ngoe. Đạt đến nơi bay nhảy là câu chuyện to vè, hẳn em thường trông thấy. Ta liền thưa đúng như thế ấy, thân trần tru không giải không vi, chỉ bền gan chịu một khách kỳ, được mọc cánh bay đi khắp cả. Thân sâu bỏ hoàn toàn biên hóa, hình bướm mông nho nhã dịu dàng. Nếu không nằm lặng một thời gian, sâu bỏ ắt vẫn hoàng sâu bò. Đạo sĩ liền dùng lời xó đò, đối với loài sâu bỏ nhỏ nhen, vì muốn cho đội lớp thấp hèn biết chịu khó nằm yên trong ổ. Người ha chẳng vì câu siêu đồ, ráng nhận qua các khổ bụi tu. Lửa tắt xong sẽ hết khói mù, nghiệp trả dứt còn đâu quả khổ. Kẻ lòng muốn được ngài tỏ ngộ, chết không nao huống khổ xem thường, cũng như người được rộng lòng thương. Gánh thay chúng mọi đường lao ly, tất cả món của mình yêu quý, hiến cho đời chẳng nghĩ hơn thua, lòng mãn lo đến sự giúp vua. Quên nghĩ xác nắng mưa khó nhọc, muốn cho chúng đạo màu vui học, đành hy sanh rốt ráo thân tâm. Đạo như vậy mới gọi cao thâm, đáng cho khắp nhân dân sùng kinh. Không ham danh không màng chung đình, chẳng vui ngồi an tịnh riêng thân. Hàng sống liền xương cốt chúng dân, dân đau khổ tức thân đau khổ, giúp cơm cháo chia cho chẳng khô. Lòng thương yêu khó độ sao cùng, muốn sống lâu để giúp nhiều lung, đâu đành thác khi vẫn còn khổ. Nghe đến đây thấy lòng thẹn hổ, tự trách mình đức độ kém xa. Lời chân nhân cao cả thay là, vừa chánh lý vừa là từ ai. Ta chỉ nghĩ bỏ thân hoảng hoài, dùng chân thần lửa lại thân sao.
khác thời cơ, khác cả sắc màu, ắt dễ đổ người vào Phật đạo. Thân thể một chỉ thay lấy áo, mới hơn xưa tiện giao nhân sanh. Trong nhất thời muôn vạn người lành, theo cho kịp mấy linh trời đất. E chậm trễ nước tràn bờ bực, chúng sanh làm sao kịp lội bơi. Nghĩ đến đây ta chữa mở lời, đạo sĩ đã hiểu rồi và nói. Xác trần mỗi một kỳ thay đổi, lửa hợp duyên tất đợi lâu dài. Thời gian kia ngưng tiếng đạo màu, không giúp chúng quay đầu hướng thiện. Việc hung ác lần lần lan diện, có phải chăng một chuyện thất cơ? Huống đạo trường khai hóa ban sơ, đâu phải tiện dễ như em nghĩ. Không hợp thời không phù căn khí, khó phô bày đạo lý khắp nơi. Như thầy em ra thuận cơ trời, còn phải chịu năm nhồi mười năng. Đã nếm biết bao nhiêu cay đắng, lăn lóc qua nhiều đoạn heo doan. Rốt cuộc còn nạn cá bao tròn, đến nay vẫn hãy còn vắng mặt. Lòng thiện tinh đau như ruột cắt, lối không thông chờ bạc tinh nhàn. Sống chia ly sống phúc tai nạn, thảm trạng ấy nhìn càng đau xót. Kẻ thiện chi cũng nên nôi gót, đem từ ngôn cứu vớt sanh linh. Thức giấc mê kẻ sống riêng mình, riêng danh lợi riêng tình thế tự. Nợ gây rối khắp trong dân sự, đành dứt tình máu mủ tay chân. Trái lời thầy tổ đã dạy phân, đời khinh bị phải cần sửa lại. Biết đạo phải trọng tôn luật giới, nói cho minh làm phải cho chân. Sự công bình ăn ở từ nhân, việc chi cũng cần phân tội phước. Làm hiền đức tránh điều báo ngược, biết thương nhau chia sớt ngọt bùi. Đoàn kết gìn lẽ sống yên vui, ai cũng cứ trao dồi đạo lý. Cả già trẻ đồng tâm nhất trí, đừng lợi tư chứ nghĩ riêng thù. Thực hành cho đúng cách người tu, cửa đạo tất hết lũ lại tò. Ai đâu dám đem lời xiên xò, sẽ làm cho lớn nhỏ khắp người. Hướng tâm về với lẽ tốt tươi, làm bớt được khí trời thảm đạm. Điều này em hẳn là biết làm, mượn thời cơ để quan tâm người. Đức thêm minh đạo sẽ chói ngời, có phải lẽ hơn dời đổi xác.
cây đã sẵn chỉ công tươi tát, mau trải bồng hơn bắt đầu trồng. Hợp mấy thiên người cũng hợp lòng, em há chẳng nhận rằng của hiếm. Việc bỏ xác chớ nên khởi niềm, khá dình thân để khuyến dân tu. Trời có mây ấy giúp cho cụ, nên mừng chứ có đâu nên ngày. Đến đây đạo sĩ liền ngừng lại, rồi nghiêm trang chậm rãi ngâm ra. Con thuyền đã qua nửa giang hà, giang giang kia là bến Hội Hoa. Tuy khách mỏi lòng phu mỏi cánh, ráng chèo một mạch nữa thôi là. Ráng chèo một mạch nữa thôi là, tới bến sẽ thuyền cấm bỏ qua. Khách thỏa lòng mong phu thỏa chí, bình minh đền lại lúc phong ba. Bình minh đền lại lúc phong ba, cảnh báo người sinh rất phú hòa. Các Phật tán mày tiên tán mặt, thường khi đâu về bước sang qua. Thường khi đâu về bước sang qua, mới cả dân sinh mới nước nhà, trường hưởng thanh bình trường phu túc. Đau binh không kẻ mở lời ra, đau binh không kẻ mở lời ra, ai cũng hiền lương cũng hiếu hòa. Tâm trí thông minh siêu dục lợi, người cùng thương lẫn khắp gần xa. Người cùng thương lẫn khắp gần xa, trẻ biết đưa tay dắt tuổi già. Con hiểu vui kề lưng cổng mẹ, xóm làng không tiếng ô rầy la. Ngoài lỗ của rơi không kẻ lượm, lòng trong như ngọc trắng như ngà. Lòng trong như ngọc trắng như ngà, đối với người nay hẳn khác xa. Ai cũng tự mình làm thước tất, sự phận đâu đó rất dung hòa. Sự phân đâu đó rất dung hòa, giữa kẻ quan dân chẳng sống xa. Khổ vẫn cùng chia, vui vẫn sớt, tinh thần như đúc một lò ra. Tinh thần như đúc một lò ra, nhà Phật con tiên hẳn đấy là. Muôn tuổi an cư, muôn tuổi sống, phu chèo rang giúp khách sang qua. Lời đẹp đẽ tở theo hoa gấm, ý nghĩa sâu càng gấm càng hay. Khác hơn lời của kẻ trần ai, ta cảm thấy lòng đầy kính trọng. Khi đạo sĩ ngâm vừa dứt dòng, ta chắp tay quỳ xuống tạ ân, rằng nếu không đạo sĩ giáng trần,
tôi sẽ ném mất thân đâu khỏi ân tái tạo tợ non cao vòi thân mọn này biết đối sao vừa lòng xin ghi nhớ mãi sớm trưa trải muôn kiếp cũng chưa quên được đạo lý vẫn một lòng sao trước vừa độ thân vừa giúp độ người chừng nào không ai khổ trong đời mới đành chịu yên ngồi một chỗ đây từng đứng trước ngôi Phật tổ đã nguyện ra lời đó nhiều lần nên dù chớ có đổi muôn thân chỉ phổ quá không dừng bỏ được dù sóng gió dù bao xuôi ngược lòng thương người sao trước một lòng chỉ hiềm gì lối bước đầy trong chưa sớm được như lòng đã nguyện mới nại ý thái đò đổi chuyến chớ đâu quên khuyên thiện nhân sanh chính lúc nào đây cũng thấy mình cùng mỗi kẻ như hình có một khi nghe thấy khổ ai vướng cột tự nhiên đây gan ruột như bầm mất ngủ ngay mất cả ăn nằm mà cứ suy nghĩ phải làm sao cứu nhưng tài thiếu đức càng không đủ nhiều khi không thành tựu ý nguyện càng thấy lòng buồn tuổi không yên ước sao hễ muốn liền nên được hầu quá độ nhưng người báo ngược bớt khổ sầu quá được nạn tai đạo sĩ rằng tâm mây quý thay nhưng dù đức Như Lai đi nữa cũng không thể ra tay cứu chừa kẻ xưa nay không chưa phước duyên giữa chúng sanh đều có quan khiên luật nhân quả công minh lắm đây vai chi tất phải là trả nấy không một ai trốn chạy được đâu chứ Phật tuy có đủ phép màu cũng không nghịch được câu tội phước mọi tai khổ chỉ cho biết trước đó là phương cứu vớt chúng sanh nếu nghe theo tất được an lành bằng trái cải thì đành khốn khổ kẻ mắc nạn Phật dù muốn độ nhưng họ không hối ngộ chi cầu dù cho lòng muốn đổ đến đâu cũng không thể làm sao đổ được lâm kẻ biết làm điều báo ngược tất xa vào địa ngục chẳng không họ báo rằng cũng vẫn vui lòng chẳng sợ nể cũng không chừa bỏ tội phước có kẻ cho không có việc ác gian lớn nhỏ không chừa bảo rằng cần thỏa mọi thích ưa chết là hết có chi hồn phách
Có kẻ biết đọa siêu rành mạch, nhưng vẫn làm đủ cách tội tình. Bảo dối rằng vì phận gia đình, nên không thể tránh mình việc quay. Có kẻ đã quy y thọ giới, vẫn không chừa những cái xấu xa. Đem cái tu sơn phết ngoài da, lừa ba tánh để mà thủ lời. Những hạng người đã vừa nói tới nạn ách, thường chờ đợi họ luôn. Qua đến nơi muôn tránh không đường, như cột mục gặp luồng giống tô. Khi ấy họ phải đền tội khổ, đức tài bao cũng đổ không xong. Vậy khuyên em chớ có buồn lầm, rằng thiếu đức việc không như nguyện. Ráng chỉ cách cho người hướng thiện, tất nhiên trừ hết chuyện khổ nàng. Thì những điều em đã sống sang, sẽ nhờ đó tiêu tan tất cả. Miệng khắp chúng hiền lương một già, có đức hay không há màn chi. Em đã nguyện nói chí từ bi, đường phổ độ cứ đi chớ ngừng. Treo gương chánh cho đời soi hường, đem lời chân dạy chúng tu hành. Kẻ chưa thông nở giả bảo hành, mình cũng nhớ niệm tình hỷ xa. Hết lao ly đến ngày thông thà, trời há không nổi gió một giây. Chớ ưu buồn thân gửi nước ngoài, có yêu chung có ngày trở gót. Đạo trường cửu không như bèo bọt, chớ lo không gặp cuộc trùng hưng. Nay nơi nào hệ có nhân dân, cứ đến dài không phân nòi dòng. Đến đâu cũng đạo màu gieo rồng, đuốc một cây mồi đắng nhiều nhà. Thực hành câu tự giác giác tha, đi khắp chỗ đâu là cũng thế. Tiện cũng đổ không thì cũng tê, nói cho cùng một kẻ cũng nên. Dân khác nào như nước đang lên, cảnh trôi nổi trở nên đâu khỏi. Họ chưa rõ cũng cần kêu gọi, lo thuyền bè chống chọi cho qua. Nếu đợi khi nước ngập trần nhà, chừng ấy mới bốn ba sao kịp. Chúng sanh khá tu cho kiếp kiếp, mà tránh hung sùng bỏ việc tham lam. Giúp nguy nghèo cứu kẻ khổ kham, dứt thù oán bỏ tâm nhân ngà. Nên dắt nhau trên đường đạo cả, tạo phúc đời trừ quả cho dân. Càng rẽ chia càng tự giết thân, như bè dứt dây chẳng phải ra. Nước một giọt đâu thành biển cả,
cây đôi que dễ há nền rừng, thân bao to chẳng có tay chân. Việc chia cũng thập phần bất tiện, người càng muốn làm cho lớn chuyện, càng phải nên hợp khuyến cho đông. Một người làm việc cả khó xong, đời đạo vẫn thế không sai chài. Già trẻ cũng cần mau họp lại, để chống ngăn quả hại dân lành. Những thù nhơ oán chả đáng khinh, nên dẹp gác chớ nên cố ý. Nếu được mạnh tinh thần đạo lý, các xấu xa tức thì tiêu tan, sẽ thắng qua mọi việc dễ dàng. Khổ nạn khỏi dân ban hưng thơi, đạo sanh quả bởi hành sai lỗi. Như trồng cây trở cội lên không, cây hiếu xào chẳng tại quá công. Chính tại kẻ đem trồng ngược ngào, nếu người cứ thật hành chánh đạo, nước được yên dân áo được lành, ai cũng đều biết trị lấy mình. Trong phép nước và gìn luật đạo, người thương người ở ăn ngay thào, giúp nhau không lừa đảo lẫn nhau. Gặp kẻ nguy biết xả thân vào, giúp được kẻ chẳng rao ân nghĩa. Mọi người tự kết thân chặt chìa, tránh nạn chung gây phúc lợi chung. Tuy yếu mà rất mạnh vô cùng, sẽ lui được tử thần giặc đói. Được đi đúng theo lời vừa nói, tất nhiên ai cũng gọi đạo chân. Em mau lo giác đắc thiệt hơn, cho ba tánh tu thân kẹo trề. Cơ tạo qua đổi xoay thời thế, đến rất mau dường thể tên bay. Tuy không không chừng đến chẳng hay, chớ khi dễ có ngày phải mất. Vì tháo danh khi lời khi nhặt, nhưng giờ này đã thắt lại rồi. Chỉ kéo mây trong một khắc hồi, nổi sấm sét dậy trời dậy đất. Mây giăng khắp thì mưa cây rớt, chỉ nổi trong giây khắc không lâu. Việc đất trời vừa lá vừa màu, xưa nay vẫn tròn câu quyền bi. Ví loài kiến thân hình nhỏ tí, không tâm can tỳ vị như người, cũng biết bò đi tới đi lui. Gặp mồi biết chải mời bầy lũ, đồng loại chết biết lo quần tù. Xúm nhau khiến về tổ không buông, kiên khát loài khi đến xâm luồng. Chúng lại biết kết thân nhau trong,
biết bờ cõi biết yêu nòi giống, có cả nhân cả dung cả tình. Thử hỏi người hiện tại thông minh, có biết rõ mối manh chăng gì? Cơ tạo qua có đâu dáng gì, càng nghĩ suy càng thấy mênh mông. Đến như điệu dời biển đổi tâm, sự thường có nào không chớ bim. Em đã được Phật Ngài chỉ điểm, cõi nhân gian biến chuyện thế nào. Các việc đều sẽ có ngày sau, đâu phải dối nên rao dân biết. Ráng tu sớm đừng chờ tới việc, nhân càng lành tay nghiệt càng xa. Khổ trần gian chỉ một lối ra ấy chính là đạo đức. Thiếu đạo tờ cá kia thiếu nước, khó tránh qua cảnh sát thay phơi. Thiếu đạo nên mới rối trong đời, xem xét kỹ tất người thấy rõ. Đạo là mắt của đời để ngó, mắt nếu không đường ngõ đâu thông. Đạo nói đây là đạo chánh công, không phải thứ tà tông ma giáo. Chân Thích Ca và chân Khổng Lào, thật từ bi, thật đạo trung dung, thật tâm vô không tận không cùng. Tuy ở tục siêu trong thế tục, gần bùng vẫn mùi bùng chẳng hút. Lòng Phật tiên nào khác hoa sen, mang xác phàm sông cảnh đua chen. Vẫn không bị ô quen một vật, chân thật kẻ rành đường sang suốt. Dắt người không bị dắt bao giờ, nẻo tự sanh thông thảo bến bờ. Chẳng phải thứ đưa mờ dắt quang, nơi sơn đảnh anh dùng đảo nhàn. Thấy trần gian nhiều hạng dối tu, chính mắt mình chưa hết chứng mù. Dắt cả đám người đuôi trong tôi, nơi trống trải không tìm thấy lối. Chỗ bịch bùng cứ nối nhau đi, đến chết mà chưa đạt những gì. Điều này rất hại nguy to tát. Hại riêng mình, hại nhiều kẻ khác, còn hại lây đến nước đến dân. Hại này to hơn hại ôn thần, càng truyền rộng càng phần nguy hại. Nói đạo lý lầm không bác ái, xưng tu hành việc quấy không buông. Các quỷ tà cứ ám ảnh luôn, khiến tâm chỉ thêm cuồng điều ác. Thấy sanh chung bị ma giả thác, càng xem lâu càng bắt đau lòng. Nhưng ngắt vì duyên đạo chẳng đồng, tuy thương xót nhưng không thể đồ.
nên anh mới cùng em hội ngộ, khuyên em vui chịu khổ xác trần để cứu người khỏi bệnh mê tân. Núi to mây khó cần công đức, xưa nay đã từng làm việc Phật. Em cùng người đã rất sâu duyên, tất nhiên là lời của em khuyên sẽ gửi được giống hiền của chúng. Đời đã mong như đèn tim lùng, trễ một ngày luôn uổng một ngày. Em gánh công đường giác nối khai, sẽ thành việc không sai ý nguyện. Ta cúi đầu cảm ơn lời khuyên, chữ giác dân xin hẹn không quên. Xác này còn cũng dần tiến lên, xác dẫu mất cũng nguyện tay thế. Đến chừng nào ngục môn đều phê, không còn người tồi tệ mới thôi. Nguyện này xưa tận đã nguyện rồi, chưa thành tựu bởi đời gái ngành. Lúc nào cũng nằm trong nghịch cảnh, khó châu lưu khó gánh hết câu. Đạo sĩ liền gật nhẹ lấy đầu, hiện như thế ở đâu cũng thế. Xưa ác đạo ma vương đã thề, phá Phật kỳ mạt thế cho tan. Lời thề kia nay đã đến màn, chúng đâu cũng tràn lan quay rối. Ngăn hại kẻ đạo màu rõ mối, cam dỗ người tâm tối chưa thông. Chúng đặt điều nhau bán đạo tông, có đủ cách dứt lòng Phật thích. Kẻ bị chê hoặc vì công kích, liền thối tâm bỏ việc tu hành. Người mang tai hoặc khổ thân tanh, đâm khùng hoảng dứt tình nhà Phật. Chúng ghét cả ai người đạo đức, chướng ngại cho kẻ phát thiện tâm. Nhưng đã vì là di diệu thầm tâm, đạo Phật vẫn muôn năm sáng tỏ. Càng bó buộc càng nhiều khăn khó, càng làm thêm cho có cuộc thi. Nếu nhận qua được cái khổ nguy, ngôi đạo quả tức thì sẽ đắc. Không nạn ách, không người gai gắt, thì làm sao biết sắc biết chì. Không cam go chẳng gặp hiểm nguy, đường tam tạng ai đi cũng được. Đây là cũng kể như bàn lược, càng lắc lư càng được lọc trong. Kẻ quyết tu hay chẳng thật lòng, giờ này mới mắt trông thấy rõ. Lốt che đậy lần lần lốt bò, thật tướng ngày càng lộ ra ngoài. Cánh ngược xuôi đều lợi cả hai,
ấy là lối tùy nghi của đạo, nên trì chặt đâu nên lui thâu, đừng để ma khiếp đạo lòng mình. Thua chúng ma tất mất chân linh, mất luôn cả nhân sanh gia phẩm, sống không khiến cho thiên hạ cảm. Thác hồn rơi trong đám ma vương, muôn đời không thấy lối Tây Phương, kể sao hết các đường thảm khổ. Hiện tại dứt mất cơ tỏ ngộ, ngài biến thiên thay bỏ trôi sông, hoặc thiêu mình trong đám lửa hồng, chẳng gặp được bụi rồng mấy hồi. Tông tổ trách hận nơi chính suối, rất uổng sanh ra lối con người, gấp hối lành chẳng sửa tốt tươi, để xa đọa vào nơi hắc ám. Dịp báo quý mà không biết nắm, qua rồi muôn kiếp chẳng tìm ra, nơi đồng trung phong mắt xem qua. Mỗi khi thấy người xa đạo cả, anh không xiết xót đau trong già. Lòng tiếc thương biết ta sao cùng, càng tiếc vì đời sắp quy chung. Thiện làm một phước đông mười lượt, đâu cùng có Phật tiên đón rước. Nếu thật tu ắt nước mau thành, thành đạo rồi hướng quả vô sanh. Các sông khổ tức bình tĩnh cả, nếu tiêu đức không thành chánh hòa, cũng được đưa qua cõi thượng quân, sống an nhàn với tuổi muôn xuân, không hoạnh tử không lâm ác bình. Không can qua không ai thôn tính, hạn hán không cơ cảnh dân không. Núi xanh màu sông một sắc trong, cảnh hòa hảo người đồng hạnh phúc. Gặp hội này dễ đâu mấy lúc, chẳng chịu tu hết cuộc nào tu. Ánh trăng thanh khó cảm người mù, lời ấy thật chớ đâu vô lý. Theo anh đêm vừa qua thiết nghị, phần lớn do chúng quỷ ngăn đường, vậy em cần dùng gậy kim cương. Việc lôi cứu dân đương mê khổ, trong nghịch cảnh có người ái mộ. Ấy chân duyên ráng độ cho thành, có khổ lao mà nhớ tu hành, đâu phải kẻ thường tình được có. Xưa kẻ ấy viết lành lớn nhỏ, đã từng làm và có hướng tu, hột giống kia hết lúc ép thu. Sắp nảy nở mới đầu xanh đó, không trui đốt qua từng lửa đỏ. Sao đúc nên gươm có bao danh, chịu khổ tu nếu chẳng công thành, anh thể mất thân trên thạch đồng. Lời này
chẳng phải lời nói không, xin em truyền cho chúng nên tin, ráng lo tu cải sửa tánh tình. Chớ ngại lôi gặp gình khó bước, nếu người chưa tạo nhiều việc phước, trên đầu luôn có Phật thần che. Ác ma không dám đến lầm le, cảnh khổ mây cũng qua khỏi được. Thuyền Bát Nhã Phật ngài chất rước, khỏi đắm trong biển nước minh mang. Đạo sĩ liền cất tiếng ngầm vang, khắp trời tiếng sấm nổ kinh hoàng. Nước dậy gió đùa sông phủ lan, núi ngập thú hầm trôi lên ngàn. Nhà trôi nhân loại nổi làng khang, người lành Bát Nhã thuyền cày rước, kẻ dữ mập tà ca đến mang. Máu vật máu người làm đỏ nước, chúng sanh khó tránh đại tai nạn. Đại nàng chẳng có chẳng bình phân, mái tạo khéo dùng mà cột nước dưng. Bụi bặm trong trần trôi sạch, cả bận nhớ trên thế rửa không trơn. Thái sơn thái cảnh thái điền địa, mới cỏ cây màu mới vật nhân. Chốc lát trở nên tận thế giới, bồng lai cũng dám đến xó cân. Xó cân chẳng kém mi cõi tiền, bồng muốn kiếp dễ gì được mắt trong. Kẻ giữ mong xem nên sửa tánh, người lành muốn gặp mi ráng trao lòng. Ít nhiều phước đức lo đừng bỏ, hôm sớm Di Đà niệm chớ không. Lao khổ dù bao xin gắng chịu, đạo màu sẽ tỏa chí cầu mong. Cầu mong khi được hẳn lòng vui, quả đạo nhớ dung đến lúc mùi. Thuận gió thì càng cho tiên tới, ngược dòng cũng chớ để quầy lui. Siêu phàm chí nguyện hằng ôm ấp, đắc đạo tâm thề vẫn nắm nuôi. Sao trước khư khư như sắt thép, nhiễm màu có thuở được phanh phui. Phanh phui được hết mấy âm dương, sanh tử tự tay năm mối giường. Mình nhẹ nhẹ sao không khác gió, lòng trong trong đến giống như gương. Ai ân hết buộc cho sầu khổ, danh lợi thôi làm phải khóc thương. Ở thế nhưng ra ngoài cõi thế, thần tiên cũng bước một con đường. Con đường tiên thanh khác đường phàm, nơi chốn trần ai khắp nữ nam. Có lỗi ít nhiều nên sám hối, điều nhân nhỏ lớn ráng lo làm. Nhớ câu tội phước chừa lòng ác, sợ lẽ luân hồi bỏ tánh tham. Hôm sớm lo tu theo chân.
chánh đạo đua bởi việc quy cũng nên nhàm. Nên nhàm thoái xấu của người đời ai cũng chẳng qua mây tất hơi. Còn thở hơn thua bàn đủ lẽ hết hơi thắng bại nín không lời. Cánh đời đâu ngờ như là mộng mạng sông nào hay tở bóng trời. Luôn uổng đem tâm mưu vạn sự việc chi rồi cùng trúc theo hơi. Theo hơi trống cùng, theo hơi tàn, hơi nắm quyền trong khắp thế gian. Xét cạn há không, đâm chán nản suy rành đâu chẳng khiến buồn than. Ráng tu để khỏi dòng sanh tử, cần tỉnh cho qua khắp khốn nạn. Chớ nhiễm sai theo trò giả tạm vật, không trường hưởng tội đeo mang. Đeo mang nghiệp tội phải đầu sanh mang xác trần ai lắm nhọc nhằn. Gia bình làm thân mòn tở đục lo sầu khiên tri rối như đanh. Điều nào vừa ý không hay gặp những việc trái lòng cứ vấn quanh. Khổ thảm nhiều hơn là vui sướng muộn xưa như kiếp mà hiện thân hành. Hiện hành có Phật gian lâm trần nếu biết hồi đầu chuyển phước duyên. Khỏi kiếp đau sầu ngày mát thế được thân khoái lạc bụi tân quân. Nhà tiên cư trú không già bệnh canh Phật nương kề chẳng chuyển luân. Kỳ chót dễ đâu tìm gặp được lo tu cho kịp hội phong thần. Đạo sĩ vừa ngâm xong và nói ai muốn xem được cõi thần tiên cũng nên mau chịu khó làm hiền đem cảnh khổ đổi miền cực lạc. Dịp hiếm có đừng chờ khi khác ráng lo tu để thoát ngục trần. Giữa núi rừng mà có cát lân nơi đồng án phòng hưng phô xa. Dành thưởng kẻ biết lo hối quá hả không mau sửa giả hiền lương. Riêng cứu thân còn đổ sông đường hết lao khổ được cơn khoái lạ. Gặp bầu nước trong khi đang khát hải mau tay ôm chặt vào lòng. Lúc mê lầm gặp đạo phổ thông không vui học còn trong chi nữa. Thân khi dơ biết nhòm đi rửa tâm thấy hèn chẳng sửa cho mau. Đời nay thường phía mặt chùi lao ít ai chịu dồi trao bày trai. Ngoài sạch sẽ trong lòng dơ dãi vẫn để yên chẳng lấy làm nhòm. Khác người xưa trong giữ cho thơm bề ngoài ít ai cần săn sóc.
cũng hình người cũng đồng xương hốc, nhưng tâm tình khí cốt khác nhau. Càng nhìn lâu càng bắt đớn đau, cảnh tan tóc bảo sao to tát. Tuy nhiên ở dưới tầng xoáy cát, có nhiều vàng rải rác đó đây, bỏ trôi chìm thì rất uổng thay. Em cũng ráng ra tay đại lấy, hết bi cực tới ngày thành thái. Xin đừng buồn khi trải nắng mưa, em nhớ chăng độ bãi năm xưa, cũng đang lúc thời cơ rối rắm. Em đã chán muốn về sơn cầm, chẳng muốn nằm trong cảnh tương tàn. Khi ấy liền có Phật Tây Phan, đêm thanh vắng bên màn hiện đến, rằng con ráng đưa người tới bến, có cam go mới hiện đạo màu. Không tối tâm đuốc dùng vào đâu, có ác mới có câu khuyên thiền. Huống đã thọ ân thầy như biển, phải ráng lo đáp vẹn trọng ân, nên thương người như thể thương thân. Lo dạy dỗ chớ đừng buồn chán, bởi dốt nát nghĩa màu chẳng hạn, mới dắt nhau đến đoạn máu rơi. Hả không thương để giảng cản lời, sao lại muốn về ngồi thạch đồng. Người chết hết riêng mình còn sống, chẳng buồn sao chẳng động tâm sao. Hiện chúng sanh đang rất dưới ao, giờ không cứu chừng nào mới cứu. Lòng con chán động trên linh thú, Phật đến đây khuyên chớ quy sơn. Lấy từ bi lưu lại trong trần, vớt được một linh căn cũng phải. Đời mạt pháp thu cầm chi loại, còn biết tu cho giải nghiệp oan. Huống loại người có trí khôn ngoan, hả chẳng biết tìm đàn đạo đức. Con chớ ngại cứ lo khuyên dứt, sẽ còn nhiều người biết hồi đầu. Hội long qua sẽ chẳng còn lâu, ráng giúp chúng về chầu chư Phật. Phật nói xong qua quang bay mất, văng vẳng lời kể rất siêu màu. Từ xưa nay về mấy ai đâu, được mật giáo cao sâu lời kể.